giá cả đàn lợn thì giảm sút thảm hại, người chăn nuôi thua lỗ nặng, lúng túng trong giải pháp giải cứu. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm của Bộ về vấn đề này. Sức sản xuất của chúng ta trong những năm vừa qua là tăng trưởng quá nhanh. Thứ hai là tổ chức thị trường khâu này cũng được đánh giá là khâu yếu nhất. Các sự cố y tế xảy ra thì trong các nguyên nhân đều có nguyên nhân về y đức. Xin Bộ trưởng cho biết kết quả cải thiện thực trạng này. Trong thời gian qua, hơn 7.000 cán bộ y tế trong toàn ngành đã bị kỷ luật. Cái chỉ số PAPI đã cải thiện rất rõ về thái độ, đặc biệt ở tuyến tỉnh, tuyến xã. Bộ trưởng có tư duy khó quản thì cấm hay không? Xin Bộ trưởng chỉ cần trả lời có hay không. Không phải là khó quản thì cấm, phải cố gắng để người suy nghĩ các cái cách quản lý như thế nào cho phù hợp. Ngân sách chúng ta có, nhưng mà chúng ta không đưa tiền ra ngoài công trình. Tôi đề nghị chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư đó, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, cần phải sửa ngay cái luật đầu tư công. Đúng là nó có những vấn đề mà cần phải xem xét để và rà soát và kiến nghị để chỉnh sửa. Ta có tiền mà không tiêu hết được. Chúng tôi cũng nhận thức đây là thuộc trách nhiệm của chính phủ mà hứa sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới. Tôi có hai vấn đề chất vấn Bộ trưởng rất là cụ thể và nhẹ nhàng, rất là mong Bộ trưởng quan tâm. Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng để trả lời thì rất nặng nề. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn của tuần này xin được mở đầu bằng những khoảnh khắc đáng nhớ trong 3 ngày chất vấn vừa qua của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Nhận định đây là câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng để trả lời thì rất nặng nề là của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi một đại biểu tỉnh Bạc Liêu chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Có thể nói, nhận định của Chủ tịch Quốc hội cũng đã nói lên không khí tranh luận sôi nổi trong các phiên chất vấn của kỳ họp lần này. Trong 3 ngày chất vấn, đã có 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 58 lượt đại biểu tranh luận. Nhìn lại lịch sử thì hoạt động chất vấn của Quốc hội đối với chính phủ đã có ngay từ kỳ họp thứ nhất trong những năm đầu khi chúng ta mới thành lập nước. Kể từ năm 1998 thì chất vấn Quốc hội đã được truyền hình trực tiếp cho toàn dân trên cả nước được theo dõi. Qua các kỳ họp Quốc hội thì những phiên đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ luôn thu hút được sự quan tâm và là đề tài bàn luận của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Trong lịch sử 70 năm Quốc hội Việt Nam, hoạt động chất vấn đã để lại nhiều dấu ấn dân chủ và đổi mới. Phiên chất vấn lần đầu tiên diễn ra vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1, nhiệm kỳ 1946-1960. Người trả lời chất vấn đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái trả lời chất vấn cũng như là chất vấn thì nó làm trong nội bộ của Quốc hội thôi. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn mặc dù vẫn được thực hiện vào các nhiệm kỳ Quốc hội kế tiếp, nhưng chỉ đến Quốc hội khóa 9, với việc lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động này mới thực sự được đánh giá là có bước tiến căn bản cho những thay đổi trong hoạt động chất vấn sau này. Đây là việc làm rất là có ý nghĩa và nó thay đổi rất cơ bản về cái phương thức làm việc và nó cũng tác động đến cái nội dung của các cuộc họp đó. Và đương nhiên là đây nó thể hiện một cái dân chủ trực tiếp với dân. Từ kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 12, lần đầu tiên sau chất vấn, Quốc hội đã ra nghị quyết về chất vấn, trong đó đã chỉ rõ những việc mà người trả lời chất vấn phải thực hiện và báo cáo với Quốc hội ở các kỳ họp tiếp theo. Qua những cái hoạt động đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái trách nhiệm của những cái người, thí dụ như là Thủ tướng, rồi các Bộ trưởng và các vị khác đó là phải có một cái trách nhiệm cao hơn. Bắt đầu từ Quốc hội khóa 13, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quy định rõ trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Điểm mới nổi bật tại Quốc hội khóa 13 trong hoạt động chất vấn đó là các câu hỏi sẽ không được gửi trước tới các thành viên chính phủ như trong các kỳ chất vấn trước. Mặt khác, trong quá trình chất vấn, đại biểu có quyền giơ biển tranh luận lại với người được chất vấn nếu như chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Các thành viên chính phủ đều phải có mặt và các đại biểu Quốc hội có thể chất vấn bất kỳ thành viên nào. Theo báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến trước ngày khai mạc phiên chất vấn, Quốc hội đã nhận được 3.288 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 3 lần này của Quốc hội. Hoạt động nghị trường liên tục được đổi mới qua từng kỳ họp đã nâng cao tính dân chủ và giám sát của Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Chương trình Góc nhìn sẽ bàn luận kỹ hơn về nội dung này với hai vị khách mời. Đầu tiên, xin được giới thiệu ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Và vị khách mời thứ hai, xin được giới thiệu Tiến sĩ Lê Đinh Mùi là trưởng ban khoa học hành chính Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đầu tiên, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tới chương trình ngày hôm nay.
Xin hỏi hai vị khách mời là ông bà có nhận xét gì về những chuyển biến trong hoạt động chất vấn Quốc hội kể từ những ngày đầu tiên khi mà Quốc hội chúng ta có được hoạt động chất vấn cho đến nay ạ? Xin mời ông Lưu Bình Nhưỡng ạ. Thứ nhất là đợt này đã có một cái sự thay đổi trước hết là về mặt thời gian. So với lại cái phiên chất vấn đầu tiên thì phiên này đã tăng thêm nửa ngày. Và đây cũng là một cái sự điều chỉnh rất kịp thời và rất hợp lý của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi mà tham mưu cho Quốc hội vấn đề này. Vấn đề thứ hai ấy thì có thể nói rằng là tính dân chủ rất cao. Trong tất cả các phiên chất vấn có thể nói rằng là mọi người là được rất là tự do thoải mái trình bày trong khuôn khổ thời gian đấy, nhưng lại được thoải mái trình bày cái quan điểm của mình. Vấn đề thứ ba ấy thì có thể nói như thế này, này, các đại biểu tham gia vào các phiên tranh luận đều rất có trách nhiệm. Hầu như tôi thấy rằng các đại biểu đã chuẩn bị vấn đề này từ trước và thậm chí là người ta đã theo đuổi một vấn đề từ các kỳ họp trước cho đến nay. Vâng, tức là rõ ràng là cái không khí chất vấn Quốc hội đã có thể tạo nên sự hứng khởi cho các đại biểu khi tham gia. Thực sự là có sinh khí. Dạ. Và thế xin hỏi tiến sĩ Lê Đinh Mùi, thế bà có cảm nhận và nhận định như thế nào? Như cảm nhận của tôi thì mọi người đã theo dõi, thậm chí là có những cái phản hồi. Thậm chí như hiện nay thì cái tương tác trên mạng xã hội thì chúng ta cũng có thể thấy là cái bầu không khí và cái sự quan tâm về những cái vấn đề của Quốc hội thì người dân rất rất quan tâm. Vâng, bổ sung thêm một chút nữa này này. Tôi là đại biểu và tôi trước khi kỳ chất vấn vào thì rất nhiều người còn hỏi tôi và họ quan tâm là đến cái ngày chất vấn, giờ chất vấn như thế nào. Tức là mọi người là rất quan tâm đến cái thời điểm đó để bật tivi ngồi trước màn hình để người ta chờ đợi. Vâng, tức là người chia sẻ của ông Lưu Bình Nhưỡng thì được biết rằng là bây giờ thì rõ ràng ai cũng có thể là theo dõi mọi cái hoạt động, mọi câu hỏi và câu trả lời trong phiên chất vấn qua truyền hình trực tiếp rồi. Thì xin hỏi ông Lưu Bình Nhưỡng là cái yếu tố truyền hình trực tiếp ấy mà phát sóng trên toàn quốc đó thì có liệu có tạo nên áp lực nào đối với các thành viên chính phủ là cái người trả lời chất vấn lẫn là các đại biểu Quốc hội là cái người đi chất vấn không? Có thể nói như thế này này. Chúng ta cứ nói giả định một vấn đề thôi. Ngồi trước tất cả các cái ống kính của máy quay chứ không chỉ là trước quay truyền hình Quốc hội thì đã có một áp lực rồi. Đấy. Cho nên tất cả những người tham gia ở phiên chất vấn đó, kể cả các bộ trưởng, kể cả các thành viên khác của chính phủ, kể cả đại biểu cũng đều cảm thấy áp lực. Nhưng mà có lẽ này, nó dần dần nó sẽ giảm bớt ở chỗ là khi người ta bắt đầu say sưa vào cái công việc chính của họ thì cái áp lực nó giảm đi. Nó chỉ còn một cái áp lực duy nhất, đó là áp lực của công việc. Đấy. Và tôi thì tôi đánh giá như này này. Vì các đại biểu càng ngày càng tìm hiểu kỹ và càng hiểu sâu các vấn đề, cử tri càng ngày càng gửi gắm nhiều vấn đề và đặc biệt là quan tâm đến cả những vấn đề vĩ mô và vi mô. Cho nên cái áp lực nó lại càng lớn. Và cái đòi hỏi của cử tri và của các đại biểu là yêu cầu các thành viên của chính phủ là phải giải quyết tức thời các việc và trả lời ngay. Thậm chí có những trường hợp là có hoặc không. Cho nên là nó rất khó. Cũng có một số đại biểu thì nói với tôi là lần đầu tiên đứng trước truyền hình và đứng trước Quốc hội phát biểu thì quả thật là rất hồi hộp và rất lo lắng. Dạ, tôi xin hỏi tiến sĩ Lê Đinh Mùi là cái này, là cái yếu tố truyền hình trực tiếp ấy thì đem lại cái tác dụng chung như thế nào trong hoạt động chất vấn của Quốc hội theo góc độ của bạn? Theo tôi thì góc độ của tôi thì truyền hình trực tiếp ấy, thì nó cái tính tương tác mà cái thông tin nó nóng hổi luôn và người ta có thể cảm nhận ngay cái diễn đàn của Quốc hội nó diễn ra như thế nào. Người dân cũng cảm nhận được là đại biểu mang nói lên cái tiếng nói của mình hay sao, đại biểu đã thể hiện được như thế nào. Thì có thể nói là so với những cái hình thức thông thường như là đọc qua báo, nghe qua đài, thậm chí nghe qua đài nghe tiếng nói thôi. Nhưng nếu truyền hình trực tiếp thì rõ ràng là cái sự tương tác, cái thông tin nó rất là nóng. Cái thông tin đã nhìn thấy ngay, thậm chí là cảm nhận được luôn. Tôi cũng được biết là nhiều nghị viện các nước thì cũng tạo cái sự tương tác cho người dân là theo dõi được các cái diễn đàn, nhất là các cái phiên điều trần. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng có một cái riêng, đó là chúng ta là họp Quốc hội một năm hai kỳ. Nên là cái việc những cái ngày mà diễn ra chất vấn thì nó rất là tập trung. Đấy, và như lần này là diễn ra 3 ngày thì nó cũng có những cái điểm riêng. Và tôi cũng nói một điểm riêng nữa là nhiều kênh truyền hình của nước ngoài là xem phải trả tiền. Thì chúng ta là dân chủ và bảo đảm là người dân được tiếp cận. Và những việc mà công khai truyền hình thì hầu như người dân cứ có tivi là có thể xem được và không phải trả một cái khoản phí nào. Đấy cũng là một cái ưu việt mà tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta nên phát huy. Vâng, có thể thấy rằng bắt đầu từ nhiệm kỳ này, Quốc hội đã quan tâm hơn và có nhiều sáng kiến, giải pháp để tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian cho hoạt động chất vấn được tăng lên,
Cách thức chất vấn cũng được khuyến khích trao đổi và tranh luận trực tiếp. Nhiều thành viên chính phủ cùng tham gia trả lời một nội dung chất vấn để làm rõ và đến tận cùng của vấn đề. So với các kỳ họp trước, kỳ họp này có nhiều đổi mới trên tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, tranh luận mang tính chất xây dựng. Một điểm mới quan trọng của phiên chất vấn lần này là tăng thêm thời gian chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội được tăng thời gian từ 2 ngày rưỡi lên 3 ngày để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Tăng cường tính tranh luận, đối thoại tại phiên chất vấn là điểm nổi bật nhất của kỳ họp này. Cụ thể, trong 3 ngày diễn ra chất vấn, đã có rất nhiều đại biểu giơ biển xin tranh luận cùng tư lệnh ngành. Điều này giúp cho đại biểu chất vấn sâu sắc hơn, đi đến cùng vấn đề hơn. Còn Bộ trưởng, các thành viên chính phủ có thể giải trình cặn kẽ hơn về những việc đã làm, đang làm hoặc chưa làm được, cũng như định hướng sắp tới như thế nào. Các đại biểu Quốc hội đã không ngại né tránh, không ngại va chạm để đi thẳng vào các vấn đề nóng, với mong muốn cùng với các tư lệnh ngành tìm ra những giải pháp tháo gỡ. Cùng với đó, tại phiên chất vấn lần này, các phó thủ tướng đã luân phiên tham gia cùng các thành viên chính phủ trả lời chất vấn. Tôi xin hỏi ông Lưu Bình Nhưỡng là theo nhận định của ông, thì những điểm mới về hình thức chất vấn như trong clip chúng ta vừa xem đấy, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 lần này thì có đem lại những tác dụng gì trong cái hoạt động chất vấn đối với các đại biểu Quốc hội như ông không ạ? Tôi cho rằng cái chất vấn là nó có một cái giá trị là nó gọi là có một cực mạnh về cái tần suất tương tác. Và tương tác ở đây đặc biệt nó ở sự tương tác đa chiều. Nó không chỉ của đại biểu Quốc hội với cái thành viên chính phủ đang chất vấn, mà nó là sự tương tác của một đại biểu Quốc hội và của Quốc hội với cả chính phủ, tức là của cơ quan lập pháp, của cơ quan quyền lực với toàn bộ hệ thống cơ quan hành pháp. Vấn đề nữa là nó lại còn tương tác cả giữa các đại biểu Quốc hội với nhau. Các đại biểu Quốc hội ở các cái lĩnh vực khác nhau, người ta đều có sự tương tác, và thậm chí là rất nhiều đại biểu Quốc hội lại còn tranh luận với nhau về một vấn đề, là chứ không phải là tranh luận với lại các thành viên của chính phủ. Vâng, tức là cái nhận định của ông Lưu Bình Nhưỡng là nhận định của một đại biểu Quốc hội trực tiếp trong cái phiên chất vấn vừa rồi và cảm nhận được những cái sự thay đổi về hình thức như vậy. Thế còn tiến sĩ Lê Đình Mùi ạ, thì theo bà, về bản chất ra thì những cái điểm thay đổi về hình thức chất vấn này liệu có thực sự là nâng cao hiệu quả của cái nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ không? Tôi cũng quan tâm vấn đề đó, bởi vì bao giờ thể hiện ra hình thức thì nó cũng phản ánh nội dung. Và chính cái mà thay đổi về hình thức phương thức chỉ nhằm mục đích là nội dung cái hoạt động giám sát của Quốc hội, giám sát tối cao của Quốc hội tốt hơn, làm cho tốt hơn. Đó là cái mà mọi người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày chất vấn vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm và vai trò của người đại biểu dân cử với nhiều câu hỏi trực diện, gay góc về những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Không chỉ chất vấn, nhiều đại biểu đã giơ biển đề nghị được tranh luận trực tiếp với các bộ trưởng, hay có đại biểu còn tranh luận với cả những đại biểu khác khi đặt những câu hỏi chưa đúng. Ngành bảo hiểm y tế cử cả cái giám định viên không phải là bác sĩ và không có một kiến thức gì về y sĩ xuống đi giám định bảo hiểm y tế, thích cắt ai là cắt cật lực. Bác sĩ thì rất là bức xúc, bệnh nhân thì thiệt thòi, còn chủ y tế thì ấm ức thực hiện. Đồng chí có biết trước tình hình đó, người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của đồng chí hay không? Người nông dân thì người ta rất trông chờ, không chỉ bộ trưởng, mà cả hệ thống chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Bộ trưởng nói rằng cả hệ thống chính trị phải làm, đúng là như vậy. Nhưng mà hôm nay Quốc hội chất vấn bộ trưởng, cho nên tôi nghĩ rằng bộ trưởng phải trả lời trách nhiệm của bộ trưởng, chứ không phải đặt vấn đề cả hệ thống chính trị vào đây. Tại sao phân bổ vốn và giải ngân vốn chậm? Có phải là do vẫn tồn tại cơ chế xin cho? Có phải bộ tham gia quá sâu, không cần thiết vào quá trình phân bổ đến ách tắc đầu tư hay không? Xin Phó Thủ tướng vui lòng cho biết, ngoài 12 dự án đã được xác định, đến nay thì còn bao nhiêu dự án thuộc các bộ ngành trung ương quản lý rơi vào tình trạng lãng phí nhiều nghìn tỷ đồng? Vâng, thì chúng ta có thể thấy được rằng là tính tranh luận trên nghị trường rõ ràng là một yếu tố làm nên chất lượng của một kỳ chất vấn. Thì tôi muốn hỏi ông Lưu Bình Nhưỡng là ông tham gia trong các phiên chất vấn, thì ông nhận định chung là các câu hỏi trong các phiên chất vấn thì chất lượng có được như thế nào? Chất lượng của các câu hỏi chất vấn càng ngày được nâng cao, bởi vì là người ta đã rút kinh nghiệm. Đấy, thậm chí là tôi đã biết là nhiều đại biểu trước khi chất vấn ấy, thì người ta chăn trở viết một vấn đề, viết đi viết lại, thậm chí gạch xóa đi. Đấy, rồi định làm cái này thì lại chuyển sang để chất vấn một cái vấn đề ở một cái hình thức khác. Có thể nói là rất chăn trở với vấn đề của mình. Và tôi cho rằng là những cái thông tin mà các đại biểu đưa đến, nó đều là những thông tin nhanh nhạy nhất. Thậm chí có những người là nói những cái vấn đề mà ngay buổi sáng hôm đó dư luận quan tâm.
Đấy, tôi thấy là nó rất hay chỗ đó. Người ta vận dụng ngay những cái kiến thức và những cái sự hiểu biết, những cái thông tin mà báo chí, dư luận mang lại được đưa vào trong nghị trường. Như vậy là trong 3 ngày thực hiện chất vấn, 4 bộ trưởng và các phó thủ tướng đã hoàn thành việc trả lời chất vấn Quốc hội. 4 nhóm nội dung liên quan đến những vấn đề bức xúc nhất của xã hội đã được Quốc hội chất vấn. Đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa bền vững, phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý hoạt động văn hóa, vấn đề đạo đức xã hội, chất lượng giáo dục, khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc. Những giải pháp nâng cao chất lượng nông nghiệp, quy hoạch phát triển du lịch và bất cập trong cấp phép các hoạt động văn hóa, vấn đề chất lượng khám chữa bệnh, vấn đề kiểm soát lãng phí trong đầu tư công là những nội dung nổi cộng đã được các đại biểu tập trung chất vấn tại kỳ họp lần này. Ngay trong bài phát biểu khai mạc, người điều hành các phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm nóng không khí của nghị trường với việc quán triệt tinh thần trả lời chất vấn đối với các thành viên của chính phủ. Đề nghị các thành viên chính phủ trả lời thẳng thắn, không né tránh và đặc biệt là phải xác định rõ trách nhiệm, hướng khắc phục, giải pháp thời gian tới để có thể có cơ sở để Quốc hội theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng, các thành viên chính phủ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, những vấn đề được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm như chất lượng nông sản, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, kiểm soát phân bón giả, phân bón kém chất lượng đã nhận được nhiều câu hỏi chất vấn của các đại biểu. Phải chuẩn hóa được những cái loại phân bón cơ bản và loại bỏ rất nhiều những cái loại phân bón ở trên thị trường. Bây giờ cái quản lý nhà nước trao về tay bộ trưởng, bao giờ bộ trưởng làm cái được cái việc này? Tại phiên chất vấn đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nội dung liên quan đến quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà đã làm nóng nghị trường với sự tranh luận thẳng thắn, không chỉ với bộ trưởng mà ngay cả với phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực du lịch khi mà đại biểu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Không thay đặt vấn đề là giao cho Ủy ban Đà Nẵng quyết thế này cũng được và quyết thế kia cũng được. Khi nó có vấn đề, cấp trên một cấp phải vào cuộc. Chính phủ không có để cho Đà Nẵng muốn quyết Sơn Trà thế nào cũng được. Không phải như vậy. Chính phủ muốn Đà Nẵng chủ động hơn trong việc tiếp thu ý kiến về Sơn Trà. Đối với lĩnh vực y tế, một trong những nội dung được nhiều đại biểu chất vấn đó là vấn đề về y đức của đội ngũ cán bộ ngành y. Theo đó, đại biểu Phạm Tất Thắng, Đoàn Vĩnh Long đã thẳng thắn truy đến cùng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế. Vấn đề y đức mặc dù đã được cải thiện, song vẫn là một tồn tại khi mà các sự cố y tế xảy ra, thì trong các nguyên nhân đều có nguyên nhân về y đức. Xin Bộ trưởng cho biết kết quả cải thiện thực trạng này và những giải pháp cụ thể cho thời gian tới. Trong thời gian qua, hơn 7.000 cán bộ y tế trong toàn ngành đã bị kỷ luật. Từ các hình thức cảnh cáo, khiển trách, đuổi khỏi ngành cho đến cảnh cáo toàn bệnh viện. Trước thực trạng lãng phí trong đầu tư công, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, đại biểu Nguyễn Thái Học, Đoàn Phú Yên đã thẳng thắn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, thì có một sự thật được nhận thấy đó là còn quá nhiều tồn tại hạn chế yếu kém trong công tác quản lý, kiểm soát đầu tư công, dẫn đến sự tiêu cực, lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công. Bộ trưởng nhìn nhận đánh giá thực trạng này thế nào? Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư, của chính quyền, các địa phương trong vấn đề này ra sao? Tôi xin nhận một cái trách nhiệm là cũng chưa cương quyết trong cái việc còn nể nang đối với cả cái việc mà yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của luật đầu tư công cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ. Kết thúc các phiên chất vấn các bộ trưởng, gần trọn chương trình làm việc chiều ngày 15 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội theo sự ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những vấn đề đặt ra trong các phiên chất vấn của 4 bộ trưởng trước đó thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Tôi muốn hỏi hai vị khách mời là ông bà có nhận định như thế nào về những cái câu trả lời của Bộ trưởng và các Phó Thủ tướng trong cái phiên chất vấn vừa qua. Xin mời ông Lưu Bình Nhưỡng ạ. Về cơ bản là các thành viên chính phủ đã đi vào được những cái vấn đề quan trọng nhất mà các đại biểu quan tâm. Có những câu hỏi thì ở cái tầm vĩ mô, các thành viên của chính phủ trả lời ngay lập tức. Đấy. Hoặc là ví dụ có những vấn đề cụ thể nhưng các thành viên chính phủ đã có một cái sự chuẩn bị từ trước và người ta cọ sát với thực tiễn rất là nhiều thì trả lời được ngay. Đấy. Hoặc là có những cái vấn đề thì thuộc cái lĩnh vực của họ thì họ sẽ trả lời một cách ngon lành hơn, đúng không? Xuất sắc hơn, rồi nó thuyết phục hơn. Đấy, ngay lập tức.
Nhưng mà còn có những vấn đề thì tôi nghĩ rằng bản thân chính phủ còn phải tiếp tục cho ý kiến. Bởi vì hoạt động chính phủ là hoạt động tập thể. Mà một thành viên chính phủ thì không thể nói được hết tất cả các cái quan điểm, chủ trương và cái ý kiến của cả một tập thể chính phủ. Cho nên tôi cho rằng là những vấn đề đó là rất khó. Nhưng về cơ bản thì các thành viên chính phủ là đã trả lời, đã đáp ứng được những vấn đề căn bản mà các đại biểu đặt ra. Tôi muốn nói đến cái vai trò khá là lớn trong các phiên chất vấn vừa rồi. Đó là vai trò của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tức là người cầm trịch và người điều khiển các phiên chất vấn. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ Lê Đinh Mùi, thì bà có thấy là trong cái việc thể hiện trách nhiệm và điều hành các phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội thì có sự chuyển biến gì khác không so với các phiên chất vấn về trước? Theo tôi thì rất chuyển biến. Nhưng cũng có thể cảm nhận là mỗi một Chủ tịch Quốc hội thì cái cách điều hành nó mang dấu ấn cá nhân. Đấy, thế nên là tôi thì góc độ giới một chút, tôi cũng rất là ấn tượng với lại cái cách điều hành của một nữ Chủ tịch Quốc hội. Bởi vì ngoài những cái vấn đề mà nó rất là gọi là gai góc đấy, những vấn đề nóng của đất nước, của xã hội, thì lại được điều hành bởi một phụ nữ. Ngoài cái sự sắc sảo, ngoài cái sự am hiểu, thì bao giờ cái nữ tính nó cũng làm cho cái không khí nghị trường ấy, nó mặc dù nóng đó, mặc dù trúng đó, nhưng mà nếu như là điều hành là một chủ tịch quốc hội là nam thì có lẽ là cái cảm nhận ở nghị trường nó sẽ khác. Vâng ạ, tôi muốn hỏi ông Lưu Bình Nhưỡng ý này, tức là trong các phiên chất vấn ấy thì có nhiều những cái vấn đề mà đại biểu quốc hội đã đặt câu hỏi rồi, bộ trưởng trả lời rồi nhưng chưa thấy thỏa mãn, thì lại có những cái phần gọi là tranh luận thêm giữa đại biểu quốc hội với thành viên chính phủ. Thì theo ông là cái yếu tố tranh luận thêm và phản biện có thể hiện trong cái kỳ chất vấn này như thế nào? Tôi cho rằng đấy là vấn đề rất là đổi mới, mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề đó là chính là tiến sĩ Lê Đình Mùi vừa nói, là chính là do cái sự điều hành. Đấy, Chủ tịch Quốc hội là người rất giữ nguyên tắc, nhưng trong quá trình điều hành lại rất linh hoạt và mềm mại và tạo điều kiện cho các đại biểu với lại các những người bị chất vấn ấy, được chất vấn ấy, là người ta được tương tác. Mà có những người là rơi biển 2-3 lần. Có lẽ Chủ tịch cũng mong muốn rằng tạo ra được một cái diễn đàn thực sự dân chủ, có tính linh hoạt cao, để đi đến cái mục tiêu cuối cùng, đó là hiệu quả của công việc, tăng thêm cái sự hiểu nhau, cái sự tương tác và cái sự hiểu nhau. Và chính vì thế nó sẽ tăng thêm cái sự đồng thuận của hoạt động nghị trường và tạo thêm cái sự đồng thuận của xã hội. Cái đó là cái giá trị. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là cứ mỗi kỳ họp quốc hội diễn ra thì hoạt động chất vấn của quốc hội lại tạo nên một không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, không chỉ giới hạn trong nghị trường mà còn lan tỏa trên phạm vi cả nước. Vậy với những đổi mới về thời lượng và hình thức chất vấn, đặc biệt là tinh thần tranh luận sôi nổi được ghi nhận tại nghị trường, các phiên chất vấn của kỳ họp quốc hội lần này được các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước đánh giá ra sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong tổng hợp sau đây. Phải nói rằng là cái không khí chất vấn lần này ở quốc hội thì vẫn sôi nổi và rất thẳng thắn giống như những lần trước. Tất nhiên là có những cái nội dung thì rất là mới, rất là sát thực, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân. Nhưng mà cũng có những cái nội dung chất vấn là nó đã trải qua rất nhiều nhiệm kỳ. Không khí của nghị trường rất là sôi động và nó thể hiện một cái trách nhiệm của đại biểu khi mà chất vấn đến cùng những vấn đề mà các bộ trưởng trả lời chưa thỏa đáng, thậm chí là những cái câu trả lời kể cả của Phó Thủ tướng mà đại biểu cảm thấy chưa hài lòng cũng được đặt lại và Thủ tướng phải trả lời. Tranh luận không phải chỉ tranh luận với bộ trưởng mà tranh luận giữa đại biểu với nhau, đó là rất tốt để làm rõ thì cái vấn đề. Bởi vì có thể là tôi nhận thức vấn đề như này, nhưng mà đại biểu khác người ta chuyên ngành, người ta hiểu sâu vấn đề thì tranh luận lại, thì cùng nhau làm rõ vấn đề ra. Các đại biểu quốc hội đã đặt vấn đề rất là sát với những vấn đề đang diễn ra trong đời sống thực tiễn. Và trên cơ sở đó thì các đồng chí bộ trưởng cũng đã hết sức quan tâm, thì đã tập trung để trả lời và đáp ứng được phần nào những cái yêu cầu của đại biểu quốc hội. Tôi nghĩ là chất lượng câu hỏi như thế này là được rồi. Và bên cạnh cái chất vấn thì chúng ta còn có cái hình thức tranh luận. Tức là nếu như bản thân đại biểu đặt câu hỏi hoặc là những đại biểu khác mà thấy bộ trưởng trả lời chưa thỏa đáng thì có thể là giơ bảng để can thiệp bất cứ lúc nào.
Các bộ trưởng cũng đã nhắm nhận cái trách nhiệm của mình về những cái hạn chế trong quá trình tham mưu điều hành trên lĩnh vực của mình và cũng đã hứa quyết tâm với đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Cùng với cái việc là một kỳ chất vấn đã khép lại thì cũng đã có rất nhiều ý kiến của cử tri được đưa ra và xoay quanh cái nội dung của chất vấn của kỳ này. Vậy thì muốn hỏi hai vị khách mời là suy nghĩ của ông bà về chất lượng của kỳ họp chất vấn này và cái tác động xã hội của nó như thế nào? Xin hỏi ông Lưu Bình Nhưỡng. Tôi nghĩ rằng là cái kết quả của cái phiên chất vấn kỳ họp này mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên ấy là nó giải quyết được nhiều vấn đề mà cử tri, nhân dân cả nước và các đại biểu đặt ra. Các thành viên chính phủ khi trả lời có nghĩa là người ta đang giải quyết công việc. Và đằng sau cái sự trả lời đó là các cái cơ quan ở dưới quyền của mình, là các bộ phận của mình, rồi các địa phương cũng phải bắt đầu vào việc. Bởi vì đó thực sự là vấn đề quan trọng. Mà tôi chắc chắn rằng sau phiên chất vấn thì các bộ trưởng, các thành viên chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo và kiểm soát các cái công việc của mình. Và không chỉ là cái công việc chất vấn mà còn các cái công việc khác. Vấn đề thứ hai ấy là giúp cho Quốc hội đấy, giám sát thực sự được các vấn đề. Nếu là một người mà quan tâm đến một lĩnh vực thì nó ít, nhưng đây hàng trăm đại biểu, đúng không ạ? Ở tất cả các lĩnh vực, ở các ngành, các cấp, ở các địa phương quan tâm, thì tôi chắc chắn rằng là nó đặt ra nhiều cái đề bài hơn. Như vậy là nếu mà một người có thể nghĩ được vài ba nhiệm vụ thì các đại biểu đặt ra hàng trăm, hàng nghìn các nhiệm vụ khác nhau. Đấy, ở đây là một sự là trao việc, thực hiện công việc, kiểm soát, kiểm tra và đánh giá. Vâng, tức là như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thấy là nó có sự tác động làm thay đổi hành động, vâng, chứ không chỉ đơn giản chỉ là thông tin mà nghe và biết là thôi. Vậy còn tiến sĩ Lê Đình Mùi thì sao? Thì góc độ cử tri thì bà nhận thấy là cái tác động xã hội của phiên chất vấn kỳ họp lần này như thế nào? Theo tôi thì các cái hoạt động thực thi quyền hành pháp thì nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên thì những cái vấn đề mà được đưa ra diễn đàn Quốc hội là những vấn đề mà cần phải giải quyết. Và nó cũng là những cái vấn đề bức xúc của đời sống xã hội mà hiện tại thì nó đang tồn tại bất cập. Nên là tôi cũng tán thành với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và tôi cho rằng nó giống như chúng ta công khai một cái việc nào đó và gần như là bấm cái nút khởi động và được coi như là từ đó thì cái guồng máy thực thi phải làm tốt hơn, phải nhanh hơn và sau đó thì phải trả lời cho cử tri biết. Như đại biểu Lưu Đình Nhưỡng thì ông là tham gia trực tiếp phiên chất vấn vừa rồi rồi và sẽ còn nhiều phiên chất vấn sau ông còn phải tham gia, thì với quan điểm của ông thì ông có cho là cần phải có sự thay đổi nào không, nên làm hoạt động chất vấn như thế nào để mà có được hiệu quả hơn không? Bất kỳ một chủ thể nào đều phải rút kinh nghiệm hàng ngày, và qua một phiên chất vấn thì người được quyền chất vấn cũng như người là được chất vấn cũng cần phải suy nghĩ và cải tiến thêm cái cung cách đấy, cái cách thức mà mình đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Thì đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì cũng như nhiều đại biểu khác đã có cái đề nghị thì Quốc hội có xem xét để cân nhắc có tính hợp lý là chúng ta phải kéo dài thêm cái thời gian, dành cái thời gian nhiều hơn để tạo nên cái sự tương tác này trong nghị trường để chúng ta giải quyết. Và như các bạn đã biết ấy, thì ở đây nó không phải cái chỗ là cái câu trả lời bằng miệng, cũng không phải là cái bằng cái văn bản trả lời, mà như tiến sĩ Lê Đình Mùi nói đằng sau nó là có hay không thực hiện công việc ấy và có thật không. Đấy, cái câu chuyện là có đúng như vậy không, có làm đúng như cái thế không. Như vậy ở đây có vấn đề là trách nhiệm mà trả lời đấy, lời hứa và trách nhiệm giải trình đấy, thì cái tính chân thực của nó sẽ được giải quyết ở phía đằng sau. Và tôi nghĩ rằng là cái này là chúng ta sẽ còn tiếp tục rút kinh nghiệm cả về cái cách thức, phương thức cũng như rút kinh nghiệm cả về cái hiệu quả sau này. Vâng, thế tiến sĩ hỏi tiến sĩ Lê Đình Mùi ạ, với góc độ cử tri theo dõi thì theo bà mong muốn trong những phiên chất vấn sau thì sẽ cần có những hoạt động gì mà đáp ứng được cử tri và mong mỏi của nhân dân cả nước? Theo tôi thì với mong muốn của cử tri thì còn nhiều vấn đề phải đưa ra diễn đàn Quốc hội và gần như là đặt hàng với chính phủ để quyết liệt để giải quyết. Nên là nếu tăng thêm thời lượng thì cũng là một cách. Hai nữa thì đại biểu phải được cung cấp nhiều thông tin. Nhiều thông tin thì theo tôi là tổng hợp các ý kiến của cử tri, cái hoạt động tiếp xúc của cử tri
và cái phục vụ cho hoạt động của đại biểu phải tốt hơn, thì tất cả những cái vấn đề cần thiết của đời sống xã hội nên được tập hợp và đưa ra diễn đàn Quốc hội, càng nhiều thì càng tốt. Và chúng tôi thì lần này mà bốn bộ trưởng trả lời thì cử tri vẫn mong muốn là thêm những lĩnh vực khác. Nếu như góc độ tôi thì thêm những lĩnh vực khác thì cũng đều là những vấn đề mà người dân quan tâm, cử tri quan tâm mà mong muốn được giải quyết. Tức là như bản thân tôi ấy, là khi mà Quốc hội lấy ý kiến các đại biểu là sẽ kéo dài như thế nào và như thế nào, tức là để xem xét các phiên chất vấn ấy, có ý kiến về các phiên chất vấn ấy, thì bản thân tôi đề nghị là ít nhất mỗi một lần chất vấn là 6 bộ trưởng và kéo dài thêm từng cái thời gian đấy. Và tôi thì rất là tán thành ý kiến của tiến sĩ Lê Đình Mùi, đại biểu cần phải được trang bị nhiều hơn nữa cả về kiến thức, cả về thông tin và các cái điều kiện để mà có thể đồng hành cùng chính phủ. Việc đồng hành nó còn phải là đồng tâm, đồng lòng đấy, và đồng cảm. Vâng, rõ ràng là với những ý kiến của hai vị khách mời thì sẽ thấy là trong các phiên chất vấn sau chắc chắn sẽ phải còn những thay đổi nữa thì mới nâng được hiệu quả cao hơn. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng yên tâm thôi, vì mới là kỳ họp thứ 3 thôi, chúng ta sẽ còn nhiều phiên chất vấn sau trong Quốc hội khóa này, và hy vọng là cũng sẽ có được sự chuyển biến, thay đổi tốt về mặt hình thức chất vấn để sao cho hiệu quả chất vấn được tốt hơn. Xin cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, các phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 lần này đã được Chủ tịch Quốc hội đánh giá là thành công khi diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tính tranh luận trong chất vấn của kỳ họp này vừa là sự đổi mới, vừa thể hiện nhiệt tình, nhiệt huyết của đại biểu Quốc hội, góp phần làm rõ các vấn đề được dư luận cả nước quan tâm. Trừ Bộ trưởng Bộ Y tế thì các bộ trưởng đều là lần đầu tiên đăng đàn chất vấn. Song các bộ trưởng đã trả lời đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, không né tránh câu hỏi và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tính tranh luận, phản biện giữa đại biểu Quốc hội và thành viên chính phủ và ngay cả giữa các đại biểu Quốc hội với nhau đã tạo nên không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, làm nên thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần này. Chương trình Góc nhìn xin được khép lại tại đây. Quý vị đừng quên truy cập vào trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.